Ủy ban Nhân dân huyện Cần Đước vừa tổ chức hội nghị thông qua thiết kế các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. Thiết kế trực quan Tết và trang trí hội xuân năm 2023 là nội dung được hội nghị bàn bạc, đóng góp ý kiến sâu và chi tiết để xuân Quý Mão, huyện có thêm những nét mới sinh động. Trong đó có 8 vị trí trên địa bàn huyện được trang trí đèn LED và tiểu cảnh chào mừng năm mới 2023. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân huyện còn thông qua thiết kế trùng tu tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa năm 2023 như xây dựng khu mộ thân phụ Nguyễn Khắc Tuấn, sửa chữa di tích lịch sử ngã tư Rạch Kiến. Đồng thời, thông qua thiết kế đường giao thông nông thôn Sò Đôi, xã Long Trạch và trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Tân Lân, qua đó tạo điểm nhấn và nét mới cho Cần Đước trong năm 2023.